Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Anduin, một chất tướng. Dạo gần đây thì mình thấy anh em pick cùng khá là nhiều. Vị tướng này thì là một vị tướng cũng khá là đa dạng đường đi á. Anh em đi SP được mà đi đường tà thần được. Đây, và này thì hất túng nhẹ một phát. Trận này thì mình đi SP anh em nhé. Thì với Anduin thì là một vị tướng có khả năng khống chế, khả năng hồi phục, khả năng tạo được đột biến cũng khá là ổn. Thì trong clip này mình mang đi SP và cũng như trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng Anduin, cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này, thì anh em cùng mình theo dõi. Về phần chiêu thức của vị tướng Anduin thì khá là đơn giản thôi. Chiêu thức thứ nhất thì anh em gọi là sử dụng theo hướng chỉ định, trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương, làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu. Và nếu mà anh em sử dụng trúng mục tiêu ấy, thì Anduin sẽ sử dụng thêm được một lần nữa. Đây, anh em có thể sử dụng thêm được một lần nữa như thế này. Và trúng thì sẽ đó là gây sát thương và hất túng gọi là mục tiêu. Còn nếu mà anh em không sử dụng vào tướng địch thì anh em sẽ không thể đó là sử dụng thêm được một lần nữa nhé. Nên anh em sử dụng chiêu một trúng tướng địch như thế này dành cho mình. Nói chung trúng mục tiêu là được, tướng địch hay là quái lính cũng được. Đây, ví dụ như pha này chẳng hạn, mình sẽ sử dụng trúng ma lốc này rồi hất tung ma lốc. Ôi mình thì hất tung ma lốc nhưng mà ra thì đầy quả tâm, nhưng mà không sao cả, vậy là cũng thành công rồi, ăn được là thành công anh em ạ. Đây, hất tung đó là như thế này thôi, cũng khá là đơn giản. Bây giờ thì mình lên được level 4 này, pha này chơi luôn này, tốc biến chơi luôn nhá. Câu hồn rìu này. Ui, pha này mình tưởng là lao về ai giờ lao lên. Lao về thì mình ngắn, mà lao lên thì xà thủ té mình ngắn anh em ạ. Đường nào thì Khaleesi cũng không thể thoát được pha đó. Vậy là khá là ổn rồi, bây giờ thì lượng máu khá là thấp, thì lùi về thôi. Về chiêu thức thứ hai của Anduin thì anh em đó là sử dụng thì sẽ giúp Anduin đó là sẽ búc được một lớp dập ảo gây sát thương trong vùng ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì ba phát đánh thương của Anduin tiếp theo thì sẽ giúp Anduin đó là sẽ gây thêm đó là sát thương chuẩn nhá. Và bên cạnh đó thì mỗi phát đánh trúng thì giúp Anduin đó là sẽ hồi đó là một giấy của chiêu cuối nữa. Thế là khi anh em sử dụng chiêu hai thì anh em cố gắng làm sao là cứ đánh trúng tướng địch xanh cho mình. Nói chung cứ áp sát và gọi là sử dụng các đòn đánh thương để đánh gọi là tướng địch, đánh mục tiêu đó là dành cho mình. Còn về chiêu cuối câu hồn rìu thì anh em đó là sẽ sử dụng vào vùng chỉ định, trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương và làm choáng mục tiêu. Đây, ví dụ pha này này, câu hồn rìu này. Đấy, làm choáng Slim này. Sử dụng chiêu 1 này, thêm một cú hất túng này. Kẻ ra của team mình thì đang bắt đó là Slim. Không biết có bắt được hay không này, Slim thì cũng khá là thấp máu rồi. Và này mình sẽ đó là lao vào này. Ok, được, Kera tay mình cũng lui về một cách an toàn rồi. Bây giờ lấy cây trù này, nhưng mà chắc chắn thì chưa lấy được anh em ạ. Ui, Kera mạo hiểm đấy. Về chiêu cuối câu hôn rìu thì giúp đó là vị trí của Anduin sẽ cơ động hơn. Rồi, tình huống này thì tay mình đó là vẫn chưa lấy được cây trù này, bởi vì tay mình bàn thì dọn dẹp hết lính. Bây giờ mới quá thứ 4 đấy. Lúc này trước phút thứ 4 nên là khả năng lấy trụ sẽ hơi hạn chế. Đối với vị tướng Anduin thì nhiều khi anh em thấy vị tướng này, ôi hồi phục máu sao mà nhiều thế, là đến từ nội tài của vị tướng này nhá. Khi máu dưới 50% ấy thì Anduin đó là sẽ các đòn đánh thương. Chiêu thức thì giúp đó là Anduin sẽ đó là hồi phục máu. Nội tài của cái này thì 45 giây mới hồi. Nói chung nhiều lúc anh em thấy Anduin hồi máu rất nhiều là đến từ nội tài của vị tướng này á. Bây giờ thì cái trụ này thì cũng không còn nhiều lượng máu nữa. Ra té mình thì cũng đang trên đường tiến tới. Rồi, bây giờ thì sẽ lấy luôn đó là cái trụ này anh em ạ. Ui, còn tí máu kia. Vẫn không ăn được, mình sẽ tốc biến, mình đoán là tém địch biến về ở đây. Ui, lại chạy ra chứ không phải chạy lên anh em ạ. Tiếc nhờ, hóa nó không ăn được kìa. Rồi pha này hất túng này, anh em thấy hồi máu nhiều chưa? Đấy, đó là đến từ nồi tài này. Câu hôn rìu lại chơi luôn. Xui thế. Không đủ đám anh em ạ. Còn một tí máu cả. Slim bảo mình hack.
Sau đó thì mình đoán thôi, kiểu là thấp máu thì thường xuyên gọi là chui vào bụi cỏ ấy. Mình thì không thấy tầm nhìn nên là mình tốc biến và mình sử dụng cầu hồn rìu luôn. Nói những tình huống đó thì đoán thôi, chứ trúng thì cũng tốt, mà không trúng thì gọi là chấp nhận mất rồi là cái tốc biến và cái chiêu cuối đó. Nhưng mà rất tiếc thì phá đó là mình hai người còn tỉ máu cả nhưng mà vẫn không ăn được. Bởi vì thực tế thì mình lên đô tánh anh em ạ, ngọc tánh nữa, nên là cái lượng sát thương thì không phải là nhiều. Rồi bây giờ thì dầu sáo thì cũng là thành công, lấy được cái trù ở khu vực đường rồng rồi. Bây giờ thì ép đó là những cái trù ở đường còn lại. Ok, cầu hồn rìu lại này. Tại bên bàn thì cũng đáng đẹp trù khá là tốt. Tại mình tập trung ở đường giữa khá là đông, sử dụng chiêu một dính này, hất túng này. Ui, sốc đám luôn, hay quá. Ở trận đấu này thì mình sẽ sử dụng đó là phệ phụ trợ, đó là cây hôi huyệt này, để giúp đó là hôi máu, đó là dành cho đồng đội khi thấp máu ấy. Đây, vì pha này chẳng hạn mình kích hoạt phát thì bớm máu cho bản thân và đồng đội luôn. Tại bên mình thì đáng đó là ăn con rồng, và rồng đã được ăn thành công, lại bắt Murat này. Ê, Murat đặt bóng đấy rồi, bắt luôn. Chạy đâu bạn ơi. Chiêu 1 dính này, chiêu 1 hất túng này, chiếu cuối làm choáng này, và Murat lấy bảng điểm số. Không cho gọi là Murat có cơ hội gọi là bỏ chạy nữa. Hiệu khống chế quá đủ in thì anh em thấy thì cũng khá là ổn. Rồi bây giờ thì sẽ ép luôn đó là cái trụ. Văn heo tay mình thì ép trụ và mình sẽ ra đây bắt này. Cầu hồn rìu này, ui nhưng mà không đủ tâm rồi. Với chất tưởng văn heo thì khả năng ép trụ đầu trần rất tốt. Pha này thì lấy luôn cái trụ này nhưng mà chắc là hơi khó, bởi vì Phoenix đó là đặt đó là cây lộc rá và dọn dẹp lính tốt rồi. Mình sẽ bật đó là cây phụ trợ và bớm máu đó là dành cho Van Heo luôn. Hiện tại thì cái hôi huyệt thì được sử dụng nhiều nhất nhá. Có ma lốc tém địch nhưng mà cây giải bây giờ nó yếu quá anh em ạ. Nên lên cái hôi huyệt rồi, pha này hất tung tiếp này. Nhưng mà chưa đủ đám để ăn được, đó là Phoenix của tém bên bàn. Luyện ngục của ma lốc được sử dụng, mình né được rồi. Pha này 3-2-1 chuẩn bị có chiêu cuối này. Hất tung 3 người này, cầu hồn rìu này, choáng này. Ui, có ai hỗ trợ mình với không? Uầy, bắt đầu ván héo chạy về rồi à. Được, rất may thì tém mình cũng lên ăn được đó là hai màng, vậy là thành công rồi. Bắt đầu mà có ván héo ở lại nữa thì chắc có lẽ là ổn đấy, ăn được thêm màng, hai màng nữa kia. Nhưng như vậy là cũng tốt rồi. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì món đồ phụ trợ mình sẽ lên đó là cái hôi huyệt nhá. Thứ hai thì sẽ lên dây kiến cương để kháng hiệu khống chế. Món đồ thứ ba thì sẽ lên giáp thống khổ phản đám. Món đồ thứ tư thì sẽ lên huân chương trói kháng phép. Món đồ thứ năm thì khiến thất truyền. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh anh em ạ. Đó là build đồ mình sử dụng dành cho đó là vị tướng Arduin. Build đồ này thì giúp Arduin cũng sẽ rất là trâu bò. Để chúng full tank luôn anh em nhá. Rồi hiện tại thì hai người xạ thủ của tém bên bàn mình có giáp thống phụ quay trở lại chơi luôn. Mình đang có nội tài hồi máu nhưng mà pha này bị bắn rạt quá, mình sẽ lùi lại một tí nhá. Hỗ trợ mình với rừng ơi, hất tung được hai người, chuẩn bị có đó là cái câu hồn rìu quay trở lại chơi luôn. Slim tém địch mà tốc biển rồi đấy, được ngon. Nói chung cấu kéo hết sức có thể thôi. Rừng tém mình mà lại sớm được một tí nữa thì mình sống ấy, bởi vì mình đáng con đó là cái hôi huyết. Cái hôi huyệt này thì điểm yếu của nó đó là phải có đó là đồng đội nữa mới có thể hôi được. Còn mỗi mình thì không có tác dụng nha. Slim bảo má núp. Arduin thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu trói buộc. Với trói buộc thì giúp đỡ đột sát thương ấy. Bây giờ thì tém bên bàn đang ăn rồng. Tình huống này thì mình sẽ khép góc Phoenix mất nẹt điện rồi này. Câu hồn rìu làm choáng này, chiếu 1 này, thêm một lần nữa hất túng này. Luyện ngục của ma lốc được sử dụng, lượng máu của mình cũng hơi thấp.
nhưng mà tên mình lại hỗ trợ kịp thời thôi và ăn được hai mạng. Nói chung đối với Arduino DSP thì anh em cứ cấu chiếu thôi, lao lên thôi anh em ạ, à, không sợ nhá. Ai sợ thì đi về chứ cứ lao lên thoải mái thôi. Thực tế thì ở trận đấu này tên bên bàn có Ma Lộc thì sẽ hơi khó chịu một tí, có đám chuẩn ấy và Slim thì bắn theo phần trăm máu. Còn lại những chất tướng khác thì để mãn được Arduino rất khó. Hiện tại về thế trận thì anh em thấy thì cũng đang khá là có lợi thế dành cho team bên mình. Hai vẫn chưa lấy được đường lính siêu cấp nào cả, nhưng mà hai cái trụ ở đường giữa và khu đường rồng thì còn tí máu nữa. Mình thì cũng không ăn được màng nào cả anh em ạ. 0-3 và 12 đúng là FP luôn đấy. Ok, pha này từ luyện ngục của Malok, mình cầu hôn Ryu làm choáng rồi nhưng mà không cứu được rồi. Chiếu 1 hất tung được 3 người, ui ra combo phát được là ngon rồi. Cái pha mình hất tung combo là ổn đấy. Karate mình bảo về đi, thiếu người chơi gì, ui. Bắt đầu mình lên cứu ông mà cứu ông được ấy chứ. Tại mình thì cũng bế lén và lấy được đó là cây trù ở khu vực đường rồng rồi. Nói chung thì cũng ổn, hơi thất thể so với team bên địch tí. Nói chung tầm này thì cũng chưa phải là quá quan trọng anh em ạ, khi mà những mục tiêu lớn thì cũng chưa ra. Nói chung ở trận đấu này thì có hai vị tướng trí tánh tốt là Slim cũng như Malok á, nên là mình thì cũng sẽ hơi đáng ngại một tí. Đối với vị tướng Arduin thì anh em cũng có thể là sử dụng cái chiêu 1 ở lần thứ hai, anh em kết hợp thêm về tốc biến thì cũng sẽ tạo được khá là bất ngờ đấy. Rồi bây giờ thì sẽ đó là chơi luôn đấy, bắt luôn Slim này. Slim tem đi khá là thấp máu, tem đi khá là đống, bảo phí tiêu của hai giáp tế được sử dụng, đổi màng được với xa thủ tem bên bạn. Mình lui lại một tí chuẩn bị có câu hôn rêu và rừng tem mình thì cũng đang di chuyển lại, mình sẽ tốc biến câu hôn rêu. Và pha này thì chắc chắn là Crazy hết cháy rồi, mất tốc biến rồi. Và Crazy lên bảng điểm số. Kera tem mình đó là sử dụng, đó là chiêu hái nẻ đám tốt. Ơ, Phoenix mất nẹt điện, quay trở lại chơi luôn. Cuối cùng thì cũng có một điểm hạ gục đầu tiên, 64 điểm hỗ trợ. Vậy là thành công rồi anh em ạ, và chắc chắn sẽ có đường lính siêu cấp thứ hai khi mà cái trụ này thì chỉ còn tí máu. Ok, Kera tay mình thì khá là thấp máu rồi, lấy đó là được 3 đường lính siêu cấp là ngon này. Chiêu 1 này, chiêu 1 thật tung này, và có 3 đường rồi anh em ạ, luyện ngục của Malok được sử dụng, mình lao lên. Ui nhưng mà Malok đám to quá, hất tung được hai người thôi xong rồi. Cuối cùng thì mình cũng lên bảng điểm số. Malok lên ngục quả đẹp của anh em ạ. Nói chung lấy được 3 đường vậy là cũng quá là thành công rồi. Bây giờ thì hiện tại thì mới phút thứ 14 thôi. Karate mình thì bảo lui. Rồi, Kera bắt vào Malok nhưng mà Malok có huấn chương sói. Slim của tém bên bàn thì lao lên chơi luôn và tiền gọi là Kera tém mình lên bảng điểm số. Rất may thì thời điểm này là chưa phải gọi là thời điểm con ta thân xe giá phút thứ 15 rái, nên là cũng đang khá là ổn. Chứ lấy được 3 đường mà thời điểm con ta thân xe giá rá là mệt đấy. Mẹ AD FB thấp cái lấy trù sống với. Ôi tự nhiên tự nhiên ông lấy chửi mình và đế nữa chứ. Đi trúng khổ, người hãy đi lẻ nhắn tin lại cử toan là chửi người đi trúng anh em ạ. Sợ thật. Bây giờ tem đi cùi Slim bắn rát quá. Này thì Slim còn tỉ máu kia. Luyện ngục của Malok được sử dụng, nhưng pha này thì luyện ngục không chuẩn xác rồi. Và tiền đó là Malok lên bảng điểm số. Rồi bây giờ thì tấn công lên luôn thôi. Chắc là cũng không cần thiết là đánh con ta thân xế giá này đâu, bởi vì có 3 đường và mấy con đề tử của Toro này thì sẽ cực kỳ là khỏe rồi. Rồi cầu hôn Ryu này tánh luôn nhá. Mình thì lượng máu thì cũng còn nửa thôi, nhưng mà ui
chưa hấp tung được anh em ạ. Nhưng mà bảo phi tiêu đẹp và mấy con đệ tử của Toro này quá là khỏe rồi. Với bảng ngọc dành cho Arduin thì ngọc phun tánh thôi. Ngọc đỏ tốc đánh máu tối đa và giáp, ngọc tím máu hồi máu tốc chảy và ngọc xanh máu và hồi chiếu.